Zlatan Ibrahimovic, cái tên mà mỗi khi được nhắc đến, người hâm mộ bóng đá thế giới sẽ nghĩ ngay tới một cầu thủ có cá tính ngông cuồng và ngổ ngáo. Anh luôn có những lời phát ngôn gây sốc khiến người hâm mộ có cảm giác khó chịu. Nhưng trước tài năng cùng những pha xử lý bóng xuất thần, họ đã dần chấp nhận anh như một ngôi sao lớn nhưng vẫn giữ được cái chất của một kẻ ngang tàn. Quá khứ là một phần không thể xóa bỏ và chính tuổi thơ đen tối đã hình thành nên tính cách hiện tại của Zlatan Ibrahimovic. Anh sinh ngày 3 tháng 10 năm 1981 trong một gia đình Bosnia có cha sùng đạo Hồi và mẹ là người Croatia theo đạo Thiên Chúa giáo nhập cư vào Thụy Điển đầu những năm 1977. Zlatan sống và lớn lên ở một vùng ngoại ô nghèo thuộc Rosengård, nơi vô cùng nổi tiếng với cộng đồng nhập cư người Somalia, Thổ Nhĩ Kỳ, Nam Tư và Ba Lan. Nơi đây luôn hiện diện và tồn tại những tệ nạn xã hội, thậm chí là những điều xấu xa hơn cả thế nữa. Khi Zlatan được 2 tuổi thì cha mẹ quyết định ly thân. Cậu bé được chọn sống cùng mẹ tại tầng 4 của một ngôi nhà trên đường Kroman. Mẹ của cậu, bà Zuka, đã phải nỗ lực làm việc 14 giờ mỗi ngày để có tiền nuôi sống cả gia đình. Cuộc sống thiếu thốn nghèo khó đã biến bà trở thành một người mẹ vô cùng hà khắc. Từ nhỏ, cậu đã phải hứng chịu những cơn thịnh nộ của mẹ hay những trận đòn muốn trút giận từ bà khi cậu gây nên những rắc rối gì đó. Mặc dù cũng có đôi lúc cậu cảm thấy oán giận bà, nhưng hơn ai hết cậu hiểu ở bà luôn có một tình yêu thương dành cho con cái. Nhưng có thể cách bà thể hiện nó lại chẳng mấy ngọt ngào. Còn cha của Zlatan là một người nghiện rượu rất nặng và thường nghe những bản nhạc đồng quê của Nam Tư. Ông là một người hết lòng yêu thương con cái, thậm chí là mỗi khi có một kẻ nào đó động đến chúng, ông sẽ lồng lộn tìm ra và trừng phạt kẻ đó. Cái cách mà ông xử lý mọi việc đã khiến cậu bé Zlatan ngưỡng mộ khôn xiết. Trong một lần đi mua một chiếc giường, vì không đủ tiền để vận chuyển, ông đã vác chiếc giường đó từ cửa hàng về nhà. Ông cứ như thế lầm lũi đi hàng nghìn dặm đường, chẳng hề than thở lấy một câu hay dừng lại để nghỉ ngơi. Ông cứ thế mà bước, mỗi một bước đi của ông đều toát ra sự mạnh mẽ cùng khí khái nam nhi mà không phải ai cũng có được. Điều này giúp Zlatan ngày một ngưỡng mộ cha mình hơn. Sự khắc khổ tại gia đình của Zlatan là vậy, thế nhưng xã hội còn khắc nghiệt hơn cả khi một ngày cậu phát hiện ra chiếc xe đạp Fido, người bạn thân thiết nhất của mình, đã biến mất khi được dựng bên ngoài một nhà tắm công cộng. Với một bản tính quậy phá lại được lớn lên trong gia đình phức tạp, ngay từ lúc ấy, cậu đã quyết tâm trở thành một tên trộm xe chuyên nghiệp. Zlatan sẵn sàng trộm xe của bất kỳ ai. Đó có thể là từ người xa lạ nào đó hay nhân viên đưa thư, và thậm chí là cả người thầy từng huấn luyện bóng đá cho cậu cũng không ngoại lệ. Những đồng đội tập luyện cùng đội bóng với cậu đều bảo nhau đề phòng Zlatan, bởi cứ hễ hở ra bất cứ cái gì thì đều bị tiền đạo ngỗ ngược này cho vào tầm ngắm. Chưa hết, Zlatan còn dở thói chọc phá xóm giềng và những trò đùa tai quái. Không thể nào thiếu những phi vụ ăn cắp vặt diễn ra như cơm bữa tại các cửa hàng mua sắm ở địa phương. Đã bao lần cậu nhóc ấy bị tóm, nhưng sau những lần như vậy, cậu lại quyết tâm trở nên lành nghề hơn nữa. Sống trong một gia đình hỗn độn, môi trường thì tăm tối, không có sự bảo vệ của bố mẹ, cậu bé Zlatan Ibrahimovic phải học cách tự bước đi bằng chính đôi chân của mình, học cách hy sinh cả chính bản thân mình. Đôi lúc cậu nghĩ sẽ không thể vượt qua được hoàn cảnh cuộc sống, nhưng nhờ vào niềm đam mê cháy bỏng với bóng đá đã giúp cậu bé bước tiếp về phía trước. Nếu không có bóng đá, chẳng thể nghĩ cuộc sống hiện tại của Zlatan Ibrahimovic sẽ như thế nào, trở thành một tên siêu trộm hay đang ngồi bóc lịch trong tù, hoặc cũng có thể đã chết trong những cuộc chiến đẫm máu của những băng nhóm côn đồ tại Rosengård. Ngay cả tiền đạo người Thụy Điển cũng từng thốt lên rằng bóng đá chính là nơi để tôi xa lánh những vấn đề trong cuộc sống phức tạp khi ấy. Zlatan Ibrahimovic khởi đầu sự nghiệp bóng đá của mình bằng việc tham gia câu lạc bộ bóng đá Thụy Điển Manmo năm 1999. Trong khi đang chơi tại câu lạc bộ, huấn luyện viên Arsene Wenger đã nhiều lần thuyết phục anh tham gia câu lạc bộ Arsenal nhưng đều bị anh từ chối. Thời điểm đó, Wenger đã mời anh về câu lạc bộ để thử việc và nhận được sự hồi đáp lại bằng một câu nói vô cùng nổi tiếng: Zlatan không thử việc. Bên cạnh đó, Leo Beenhaker, huấn luyện viên khi ấy của Ajax, cũng tỏ ra quan tâm đến Zlatan khi xem anh chơi một trận bóng ở Tây Ban Nha, và ông cảm thấy tin tưởng vào tài năng của Zlatan khi chứng kiến bàn thắng bất ngờ trong trận giao hữu với Na Uy. Ngày 22 tháng 3 năm 2001, một thỏa thuận giữa Ajax và Manmo liên quan đến việc chuyển nhượng cầu thủ trẻ đến từ Thụy Điển đã được diễn ra. Zlatan Ibrahimovic sẽ cập bến Ajax Amsterdam vào tháng 7 cùng bản hợp đồng có thời hạn 5 năm với mức giá chuyển nhượng lên tới 7,8 triệu euro. Ajax là đội bóng lớn đầu tiên trong sự nghiệp lấy lừng của Zlatan. Tuy nhiên, cuộc sống của Zlatan ở đây không mấy là suôn sẻ. Anh dường như chẳng thể nào hòa nhập vào môi trường mới cũng như tìm ra được chỗ đứng trong đội hình của Ajax. Sau khi huấn luyện viên Onan Kumang được bổ nhiệm, tình hình dường như khả quan hơn một chút. Dù vậy, mãi đến tháng 9 năm 2002, Ibra mới được ra sân thi đấu ở đội hình chính trong trận gặp PSV Eindhoven. Sự thay đổi này đã phần nào mở ra bước ngoặt trong sự nghiệp thi đấu của Ibra, và dĩ nhiên bên cạnh đó còn có vụ xích mích lịch sử giữa anh và tiền đạo Mido. Theo như những lời kể của hậu vệ Ajax thời ấy thì giữa Mido và Zlatan đã có sự cãi vã không ngớt trong đường hầm đến phòng thay đồ. Và sau đó trong cơn tức giận, Mido đã phi thẳng kéo vào mặt Zlatan. Nhưng cũng may nó chỉ bay sát mặt của Zlatan rồi cắm vào tường. Sau vụ việc đó, Mido phải nhận án phạt treo giò nội bộ ở trận ra quân vòng bảng thứ nhất Champions League mùa 2002-2003 và Ibra cũng trở thành lựa chọn duy nhất cho hàng công của Ajax. Tại mùa giải năm ấy, Ibra đã giúp Ajax đánh bại Lyon với tỷ số 2-1 nhờ cú đúp bàn thắng ghi được. Tuy nhiên đó cũng là tất cả những gì anh có thể làm được khi Ajax sau đó bị loại bởi AC Milan tại tứ kết. Và cũng chính giải đấu này, Ibra đã đạt được những thắng lợi nhất định khi danh tiếng của anh bắt đầu vang danh khắp nơi. Năm ấy, anh cũng được Eurosport bình chọn cho danh hiệu bàn thắng đẹp nhất của năm. Tại mùa giải 2003-2004, Ibra chỉ ghi một bàn thắng tại Champions League vì Ajax bị loại ngay từ vòng bảng. Vào ngày 18 tháng 4 năm 2004, Ibra gây ra chấn thương cho đồng đội Rafael van der Vaart trong trận giao hữu gặp đội tuyển bóng đá quốc gia Hà Lan. Ibra đã bị chỉ trích vì cố tình gây chấn thương cho đồng đội, và điều này khiến anh bị bán sang câu lạc bộ Juventus vào ngày 31 tháng 8. Với mức giá 16 triệu euro, Zlatan cập bến Juventus trong những ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng. Tại đây, anh được thi đấu trong đội hình chính do tiền đạo chủ lực của Juventus lúc bấy giờ là David Trezeguet gặp chấn thương. Ngay mùa giải đầu tiên thi đấu trong màu áo sọc trắng đen, Ibra đã bỏ túi cho mình 16 bàn thắng. Mùa giải kế tiếp 2005-2006, Zlatan không còn là một cầu thủ ghi bàn nữa mà thay vào đó anh được huấn luyện viên xếp đá cánh nhiều hơn. Điều này góp phần xây dựng lối chơi độc đáo cũng như tăng khả năng kiến tạo bàn thắng của anh. Cũng trong mùa giải này, Juventus gặp rắc rối trong vụ việc scandal Calciopoli đã bị tước danh hiệu Scudetto và bị giáng xuống thi đấu tại Serie B. Dù đã cố gắng thuyết phục Zlatan và các cầu thủ giỏi khác ở câu lạc bộ, nhưng những cầu thủ trong đó có Zlatan đều quyết tâm ra đi. Vào ngày 10 tháng 8 năm 2006, Ibra hoàn tất vụ chuyển nhượng với trị giá 24,8 triệu euro sang Inter Milan, ký hợp đồng 4 năm. Và trong buổi ra mắt câu lạc bộ, Zlatan đã phát biểu rằng Inter Milan chính là câu lạc bộ yêu thích khi anh còn nhỏ. Zlatan Ibrahimovic khởi đầu sự nghiệp của mình ở đội bóng này bằng việc ghi một bàn thắng và một kiến tạo trong trận đấu gặp Fiorentina tại giải đấu Serie A. Kết thúc mùa giải, anh nhận được danh hiệu chiếc giày vàng cho Inter với 15 bàn thắng. Vào ngày 16 tháng 9 năm 2007, hợp đồng của Zlatan được kéo dài đến tháng 6 năm 2013. Tại thời điểm này, anh là một trong những cầu thủ có tiền lương cao nhất. Mùa giải 2008-2009 mang lại nhiều ấn tượng trong sự nghiệp bóng đá của Ibra. Bàn thắng của anh vào lưới Bologna được bầu chọn là bàn thắng đẹp nhất năm. Anh thực hiện pha đó bằng gót chân mà không cần di chuyển và dứt điểm chính xác vào lưới sau quả tạt của Adriano. Với kỹ năng điêu luyện của mình, Zlatan thường xuyên có những bàn thắng từ khoảng cách rất xa. Bản thân anh cũng là nhân tố chủ chốt giúp Inter trở thành đội duy nhất ở mùa giải năm ấy không thua khi thi đấu trên sân nhà. Trong trận đấu cuối cùng của mùa giải, Ibra ghi một cú đúp vào lưới của Atalanta và giành danh hiệu vua phá lưới với 25 bàn thắng trong cả mùa giải. Ngày 23 tháng 7 năm 2009, Ibra đã có những cuộc thương thảo với Barcelona về việc anh sẽ rời khỏi Inter Milan để gia nhập gã khổng lồ này. Một bản hợp đồng có thời hạn 5 năm cùng mức phí 66 triệu euro nhanh chóng được đội chủ sân Camp Nou đưa ra. Anh cập bến Barcelona trong sự hân hoan của hơn 60.000 người hâm mộ có mặt tại đó. Ngay từ buổi tập đầu tiên, Ibra không giấu được sự ngạc nhiên về sự ngoan ngoãn nề nếp của các đồng đội Barca và hiển nhiên anh cảm thấy môi trường không phù hợp với mình. Nhưng anh vẫn cố gắng thích nghi, cố tỏ ra thật dễ bảo. Trong thời gian tham gia ở câu lạc bộ này, giữa anh và huấn luyện viên Pep Guardiola xảy ra khá nhiều mâu thuẫn. Và đỉnh điểm là ông đã hy sinh Ibra khi xếp anh chơi trái vị trí sở trường nhằm tạo sự nổi bật cho cầu thủ bóng đá thế giới Lionel Messi. Sức chịu đựng nào cũng có giới hạn. Sau quá nhiều bất mãn không thể giải quyết, cuối cùng Zlatan Ibrahimovic đã bùng nổ. Anh trở lại với những thói quen yêu thích ngày trước và làm những việc mình thích, chẳng cần quan tâm đến thái độ của bất kỳ ai. Đến cuối cùng, anh cũng đã bị bán sang câu lạc bộ Milan. Dù vậy, trong thời gian chơi dưới màu áo Barca tại mùa giải 2009-2010, Zlatan đạt được thành tích không quá tệ với 29 lần ra sân và ghi được 22 bàn thắng. Mùa giải 2010-2011, anh chuyển sang khoác áo AC Milan theo một bản hợp đồng cho mượn từ FC Barcelona kèm theo điều khoản mua đứt cuối mùa với mức giá 24 triệu euro. Zlatan Ibrahimovic khởi đầu ở AC Milan không mấy suôn sẻ khi gặp tình huống hỏng penalty trong trận thua Cesena 0-2 ngày 11 tháng 9. Nhưng 4 ngày sau đó anh đã ghi bàn vào lưới ao xe trong chiến thắng 2-0 của Milan tại Champions League. Ibrahimovic tiếp tục phiêu bạt qua thêm nhiều câu lạc bộ khác nữa trước khi dừng chân trở lại AC Milan. Tại đây, Tiền đạo người Thụy Điển tuy không được ra sân thường xuyên nhưng anh đóng góp về mặt tinh thần không nhỏ giúp đội chủ sân San Siro giành Scudetto sau nhiều năm chờ đợi ở mùa giải 2021-2022. Và cuối cùng anh đã quyết định giải nghệ ở đây. Đó là hành trình của tiền đạo Ibrahimovic trong những năm tháng mà anh được chơi và cống hiến hết mình với niềm đam mê bóng đá trước tuổi 30. Đó là cái chất mà bất cứ ai khi nghe đến cái tên Ibrahimovic đều cảm thấy nể phục.